Những điều có thể bạn chưa biết về thám tử lừng danh Sherlock Holmes. 8. Mối quan hệ giữa Conan Doyle và Holmes. Tình cảm của tác giả Doyle dành cho Sherlock Holmes diễn ra khá là phức tạp. Doyle vừa yêu vừa ghét đứa con tinh thần đã đưa ông trở thành một trong những nhà văn vĩ đại nhất của nhân loại. Suốt 2 năm, Doyle cống hiến hết mình cho nhân vật thám tử thông minh kiệt xuất. Nhưng càng đắt khách, áp lực với ông càng lớn. Thời hạn hoàn thành tác phẩm do các tạp chí đặt ra ngày càng trở thành gánh nặng với nhà văn. Cuối cùng, Doyle đã quyết định phải kết liễu cuộc đời của Sherlock Holmes. Trong chuyện ngắn vấn đề cuối cùng, Conan Doyle đã để Holmes bất cẩn đến mép một tảng đá và rơi xuống thác nước Reichenbach. Quyết định của nhà văn vấp phải sự phản ứng đầu tiên rất quyết liệt của độc giả. Nhưng Doyle kiên định, tôi sẽ bị chỉ trích nhiều lắm nếu xuống tay với quý ông lịch lãm này. Nhưng đó không phải là một vụ giết người, đó là hành động tự vệ. Bởi nếu tôi không giết hắn ta trước sau gì cũng giết tôi. Nhưng trước tình yêu mến quá nồng nhiệt của độc giả, gần 10 năm sau, Doyle đã buộc phải mang Holmes trở lại. Nhà văn để vị thám tử tái sinh trong cuốn tiểu thuyết ra mắt năm 1902, Con chó săn của dòng họ Baskerville. Và Doyle giải thích, câu chuyện này xảy ra trước khi Holmes đối mặt với cái ngày định mệnh. Năm sau, nhà văn tiếp tục ra mắt Bí mật ngôi nhà trống. Trong đó, Conan Doyle lý giải rằng chỉ có Moriarty rơi khỏi vách đá, còn Holmes thì chỉ giả chết để tiếp tục điều tra về tổ chức của Moriarty. Hiện nay, nhiều người phải công nhận rằng Sherlock Holmes là nhân vật thám tử hư cấu nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học và là một trong những nhân vật văn học được biết đến nhiều nhất trên toàn thế giới. Bảy. Nguồn gốc của cái tên Sherlock. Ban đầu, Conan Doyle định lấy tên nhân vật chính của mình là Sherry Fox, nghe giống với cái tên cao bồi miền phía Tây nước Mỹ. Nhưng rồi, vì sở thích cricket của mình mà ông quyết định chọn nhân vật chính theo tên của một cầu thủ cricket nổi tiếng thời bấy giờ. Và đó cũng là nguồn gốc của cái tên Sherlock. Thật sự thì Conan Doyle cũng từng là một cầu thủ cricket thứ thiệt. Trong những năm từ 1899 đến 1907, ông đã chơi 10 trận đấu tại hạng nhất cho câu lạc bộ Marylebone Cricket. Nhưng tất nhiên, cũng vì sự nghiệp cricket của tác giả không đi tới đâu mà chúng ta có một tác phẩm kinh điển Sherlock Holmes như ngày hôm nay. 6. Hình mẫu của Holmes là một bác sĩ. Khi Conan Doyle bắt đầu phác họa nhân vật, ông nhớ về thời đi học ở trường y và nhớ đến một giáo sư với đôi mắt cực kỳ tinh tường, cùng khả năng nhận ra những chi tiết mà ít ai để ý. Đó là bác sĩ Joseph Bell, người có thể chẩn đoán bệnh rất chính xác nhờ những chi tiết như đường mòn trên quần hay là những điều tương tự. Theo bác sĩ Bell, mọi giáo viên phải cho sinh viên nhận thấy chính xác trường hợp mình đang phải xử lý. Sự giống nhau giữa bác sĩ Bell và nhân vật Holmes nhiều tới mức những người quen ông đều nhận ra hình tượng của ông khi đọc sách. Robert Louis Stevenson, một bạn học của Conan Doyle, đã gửi cho một lá thư khen ngợi về cuốn truyện, đồng thời đặt câu hỏi liệu đó có phải là bác sĩ Bell hay không. 5. Sherlock Holmes không ở thờ đội Deer Stalker. Dành cho những ai chưa biết thì Deer Stalker là một loại mũ có hai lưỡi chai cũng như hai phần che lại. Và đó cũng là chiếc mũ quen thuộc mà chúng ta vẫn thấy ở Sherlock Holmes trong các bức phác thảo cũng như tại tác phẩm điện ảnh. Chỉ có điều, thực tế như Conan Doyle thừa nhận thì nhân vật của ông chẳng mấy khi đội Deer Stalker cả. Sidney Babbitt, người vẽ minh họa Sherlock Holmes, nghĩ ra ý tưởng này khi phác thảo cảnh Sherlock bước vào một miền quê để điều tra những cái chết đầy bí ẩn tại đây. Và cũng từ đó, gần như tất cả các fan hâm mộ cũng như độc giả đều mặc định gắn liền hình ảnh của Sherlock Holmes với chiếc mũ ấy. 4. Cuộc săn tìm căn nhà của Holmes. Một phần giúp bộ truyện này tồn tại rất lâu đó chính là bối cảnh của truyện. London là địa điểm có thật, điều đó cũng đúng với những địa điểm mà nhân vật này từng tới. Tuy nhiên, căn hộ số 221B, phố Barker của Holmes lại là một bí ẩn. Khi bộ truyện này được sáng tác thì địa chỉ phố Barker không hề dài tới con số 221. Bản thân Conan Doyle cũng từ chối tiết lộ cảm hứng về địa chỉ này. Trong gần một thế kỷ, các học giả đã nghiên cứu rất kỹ để giải mã nó, thậm chí là đánh dấu các địa điểm trên con phố này để so sánh với những chi tiết xuất hiện trong truyện. Sự thật thú vị thứ ba, hãy cùng ta gà đến với Sherlock Holmes xuất hiện trên 226 bộ phim. Theo thống kê của IMDb, Holmes đã xuất hiện trong tổng cộng 226 bộ phim và được thủ vai bởi hàng chục diễn viên khác nhau kể từ khi điện ảnh bắt đầu ra đời vào cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, nếu bàn về nhân vật hư cấu thì Sherlock Holmes vẫn còn thua kém đôi chút với Dracula,
kẻ đã xuất hiện tới 239 lần. Nhưng phân tích kỹ thì Dracula lại mang trong mình một nửa dòng máu của loài người và một nửa của ma cà rồng. Thế nên, Holmes vẫn là nhân vật con người xuất hiện nhiều nhất trong thế giới phim ảnh từ trước tới nay. 2. Bảo tàng của Sherlock Holmes không phải ở số nhà 221 phố Baker. Ngôi nhà 221 phố Baker đã gắn liền với tâm trí của rất nhiều các fan Sherlock Holmes. Và nếu tra cứu trên Internet thì bảo tàng của nhân vật thám tử hư cấu này cũng mang địa chỉ tương tự. Nhưng thực tế thì lại không phải vậy. Nếu có dịp tới London và tham quan bảo tàng Sherlock Holmes, bạn sẽ thấy dù địa chỉ tra cứu vẫn là số 221 phố Baker, nhưng bảo tàng lại được đặt ở một vị trí khác. Vị trí chính xác của tòa nhà này nằm ở giữa số 237 và 241 phố Baker. Nên mặc dù không để số, nhưng nhiều người vẫn coi đây là tòa nhà số 239. Nhớ nhá, 239 chứ không phải là 221. Vì thế nếu muốn đi tham quan bảo tàng Sherlock Holmes, hãy lưu ý tới điều này. Và ở vị trí đầu tiên trong danh sách của chúng ta hôm nay chính là sự thật. Holmes không bao giờ sử dụng suy luận loại trừ. Có thể thấy trong phần lớn các vụ án, Holmes không bao giờ sử dụng phép loại trừ để tìm ra hung thủ, như cách mà thám tử Conan trong bộ truyện tranh nổi tiếng mà chúng ta vẫn hay đọc thường làm. Holmes đưa ra các suy luận của mình và chúng có thể mang tính đúng sai ngẫu nhiên. Trong khi phép loại trừ bắt buộc sẽ đưa bạn tới một kết luận đúng đắn. Nhưng bởi vì Holmes gần như chẳng bao giờ suy luận sai, nhờ vào óc quan sát thiên tài cũng như khả năng nhảy số bẩm sinh của mình. Vậy nên, ông chẳng bao giờ cần dựa vào phép loại trừ cơ bản, điều mà bất kỳ thám tử thông thường nào cũng hay sử dụng. Thế mới gọi là đỉnh của đỉnh chứ, đúng không nào?